Vâng, cơ sở em lại xin chào toàn thể các bác, đặc biệt là các bác mà làm vườn, và trong cái khuôn viên vườn nhà mình có những cái cây mít, và đây là cây mít Thái của nhà em. Thì các bác lưu ý là trong cái video này thì em sẽ giới thiệu về cái sản phẩm cái kéo cắt cành trên cao để giúp các bác cắt những tỉa những cành mà ở trên cao, cũng như là những cái trái ở trên cao này nó thừa, những cái trái mà nó bị không được mẩy quả thì các bác tỉa đi, thì sẽ sử dụng đến cái cây kéo như này. Thì cây này ấy là do một thời gian em không có ra vườn cho nên để những cái quả này. Đấy, thì thực ra là những cái quả này thì bây giờ cũng phải lên cắt tỉa hết, nhưng mà em thấy nó to rồi thì giữ lại. Thế còn mấy quả bên dưới này em vừa cắt đây. Đấy. Thì những quả bên dưới này ấy, thì các bác hoàn toàn có thể dùng dao hoặc là dùng những kéo cắt này mình cắt đi. Đấy, nhưng mà với những cái cây như cây bên cạnh kia, các bác có thể thấy là ở những cái quả ở vị trí rất là cao. Thì trong cái video này thì cơ sở em xin giới thiệu một cái sản phẩm, đó là cái cây kéo cắt cành trên cao như này, để giúp các bác cắt loại bỏ những cái trái trên cao kia xuống một cách đơn giản và dễ dàng. Bây giờ em sẽ nhờ một bạn quay cầm máy quay để em giới thiệu sản phẩm này kỹ hơn đến cho các bác nhé. Phải tiến gần lại đây. Giờ như các bác thấy là đây là những cái trái mít ở trên cao. Đấy, bình thường thì các bác sẽ phải trèo thang lên, hoặc là sử dụng những cái dụng cụ khác mà không phải là cái kéo này để cắt bỏ những cái trái này. Thế tuy nhiên là với cái việc mà sử dụng cái cây kéo như này thì các bác hoàn toàn có thể là cắt được những cái trái này xuống rất là dễ dàng. Thì đây là một cái mẫu kéo, đây là cây 5 mét này. Cái cây này thì nhà em sử dụng thường xuyên rồi, cho nên là cái phần lưỡi này nó bị tối màu như này, nhưng mà nó không phải là han đâu nhé các bác nhé, nó vẫn còn rất là sắc. Và đây là cái cây 5 mét này. Thế thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng luôn. Đó, để sử dụng cái này thì các bác một tay các bác bấm vào cái này, nó giống như cái lẫy này, các bác bấm vào cái tay đây, như ý giúp em bấm vào đây này, thì các bác rút này này. Thì ở mỗi một cái đốt kéo này nó sẽ có những cái lỗ này để nó khóa này. Đấy, các bác thấy là nó sẽ khóa lại. Đấy. Thì các bác rút ra để sử dụng thôi. Sử dụng dài tối đa thì các bác sẽ rút hết thì là nó sẽ được được 5 mét các bác nhá. Còn nếu mà mình sử dụng mà ở tầm thấp như cây này chỉ tầm 4 mét thôi thì mình chỉ cần sử dụng đến đoạn này thôi. Thì các bác sử dụng thì rất đơn giản là các bác bóp cái tay ở đây. Đấy, thì ở phía đầu trên kia nó sẽ chuyển động. Ở phía đầu trên này nó sẽ chuyển động cái lưỡi này. Thì bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem là cái chức năng của kéo này nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ cắt bỏ những cái trái này. Đấy, rất là dễ dàng. Với cái cây, những cái quả này thì hoàn toàn là không đạt cái tiêu chuẩn để mà mình khai thác quả. Thế nên là mình sẽ loại, các bác thấy nó còi này thì loại bỏ hết. Thì cây này đợt này nó ra là cái lứa quả sau rồi, cần phải loại bỏ hết. Thì các bác nhà có cây mít Thái này, cái giống mít này thì các bác biết là nó rất là sai. Thế cho nên là cần phải loại bỏ thường xuyên những cái quả thừa này để nuôi cây. Cái cây này là vừa rồi em vừa thu hoạch một lứa quả rồi, thế cho nên bây giờ phải loại bỏ hết cái quả này đi. Thì trong rất nhiều những cái video em làm thì các bác bảo sao lại cắt hết đi. Thì các bác thấy là những cái quả này là hoàn toàn là những cái quả đã còi rồi, nó không thể có cái lớn được. Đấy, cho nên là mình sẽ cắt đi. Nếu muốn để thì các bác để 1-2 quả thôi, chứ còn thực ra những quả này nó sẽ không lớn được. Đây, hai quả này nó to nên là gì, em sẽ giữ lại hai quả và một quả dưới gốc này thì cũng chỉ để ăn thôi, chứ còn nó không đạt cái tiêu chuẩn để mà khai thác đâu. Đấy, tức là khai thác để bán ấy. Ngoài cái chức năng mà mình có thể lấy cái quả này ở trên cao xuống thì các bác thấy là hoàn toàn có thể nó có thể cắt và giữ được. Với một cái chức năng của cái cây kéo này rất là đặc biệt, đó là nó có thêm một cái chức năng nữa là các bác vừa giúp các bác lấy cành này, các bác lưu ý ở cái phần lưỡi này, đây nó có một cái thiết kế đặc biệt để giúp các bác kẹp lại cái quả khi mà các bác cắt xuống. Bây giờ em sẽ kẹp lại cái quả cho các bác xem nhé, quay cận cảnh này. Kiểu đây là một cái trái này, đây thì cái trái này thì em đã lấy xuống đây rồi này, các bác nhìn thấy đấy. Thì bây giờ mình muốn kẹp nó thì rất là đơn giản thôi, các bác sử dụng cái chiều này, một chiều là cắt nhé, một thì bác muốn giữ thì bác kẹp cái chiều này đấy, bác cắt thì cái đầu trên này nó sẽ rơi ra đúng không? Thế còn cái phần bên dưới này nó sẽ vẫn giữ ở đây. Đấy. Thì các bác thấy là nó giữ rất là chắc, mà cái trái mít này, cái quả này cũng tầm độ khoảng 2 kg ấy. Quả này cũng to mà. Đấy. Tương tự như vậy các bác mà muốn cắt thì rất đơn giản thôi, cắt cho những cái dòng quả khác cũng thế. Thì cái chiều bên trên nó sẽ rơi ra và cái quả thì lại được hạ từ từ xuống như này. Nó đảm bảo cái quả các bác không bao giờ dập vỡ. Đấy. Thì việc lấy bưởi này
cái cây này các bác nhà có cây bưởi mà ở tầm cao, cây bóng mát ấy, hoặc là cây vú sữa với những quả trên cao tỉa cành thì hoàn toàn là giúp các bác có thể lấy được những cái quả trên cao như là tỉa những cái cành rất là hữu ích cho các bác có vườn như này. Thì đây nhà vườn này, em hôm nay em đang bón phân cho vườn này, quay qua vườn cho các bác xem. Đây, bên dưới là ong các bác nha, bên trên là vườn cây. Đấy, thì em vừa thu hết một lứa mít quả rồi, chính mùa, bây giờ là phải bón phân cho nó này. Thì với việc sử dụng trên cao này thì các bác cắt bỏ như này rất đơn giản. Rất là cao, cao tận đây. Thì vừa rồi cơ sở em xin vừa giới thiệu xong cái mẫu kéo cắt cành 5m trên cao này, vừa giúp các bác lấy hoa quả trên cao xuống, vừa tỉa cành ở trong tán, những cành trên cao lấy hoa quả đa năng. Lưỡi kéo đây, cây kéo này là thuộc vào kéo liên doanh Hàn Quốc các bác nhé, dùng rất là bền. Đấy, về chất liệu thì em xin giới thiệu thêm để các bác có nhu cầu mua thì liên hệ cơ sở em này. Bên ngoài là hợp kim các bác nhé, tay cầm này. Đấy, thì các bác mà nhà có những cây nó quá cao thì nên mua cây 5m này. Thế còn nếu mà cây thấp thì mua cây 3m thôi. Thì để đặt hàng mua hàng thì các bác liên hệ cơ sở em theo hai số điện thoại bên phía góc trái nhé. Thế trong video này thì cơ sở em giới thiệu về cái mẫu kéo 5m này thôi. Nhưng mà cơ sở em chuyên cung cấp về dụng cụ làm vườn cho các cái mẫu kéo cắt tỉa cành trên cao, cũng như kéo dụng cụ cầm tay, các loại phân bón lá hoặc là các cái loại keo liền sẹo, phân các loại. Để các bác có nhu cầu mua thì liên hệ qua bên em nhé. Còn muốn tham khảo nhiều sản phẩm hơn thì bấm vào nút đăng ký để cập nhật nhiều hơn những cái video. Cái video này cơ sở em xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau.